Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện tháng năm qua do Đam Mỹ Tưởng Truyền thực hiện, tập 30. Tháng năm là tháng du lịch của Bắc Kinh, người người ngắm hoa hóng gió. Tối đến thì lượng người trên tàu điện ngầm nhiều gấp đôi. Trường Giang dựa vào thùng xe đứng vững, gương mặt nhìn nghiêng khắc bóng trên kính cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì. Lúc điện thoại đổ chuông, Trường Giang hồi lâu cũng không phản ứng, đến lúc tiếp máy mới phát hiện là Hàn Đông. Tôi nghe Tạ Mạnh nói cậu muốn tới vùng chiến địa làm phóng viên. Hàn Đông vào thẳng chủ đề cười lạnh. Đầu óc cậu có vấn đề hả? Trường Giang mơ màng vì chuyện của Nhu Nhu mà lòng gã vốn đã sinh khó chịu. Hơn nữa còn uống rượu, lúc này đầu óc nháy mắt bùng nổ. Tôi muốn đi đâu ai cần cậu lo? Tôi muốn làm gì chẳng lẽ còn phải cậu đồng ý chắc? Hàn Đông bên kia dường như cũng đang ở ngoài đường, xung quanh nháo nhác ầm ầm, thành âm y ngược lại vô cùng bình tĩnh. Cậu nói đi là đi như vậy, còn là nơi nguy hiểm thế, không quan tâm người khác sẽ lo lắng sao? Còn Nhu Nhu phải làm thế nào? Nhắc tới Nhu Nhu, Trường Giang yên tĩnh trở lại, gã nhìn bóng dáng chính mình hắt ngược trên cửa sổ xe, hồi lâu sau mới lên tiếng. Hàn Đông, tôi hỏi cậu, cậu và Nhu Nhu rốt cuộc có quan hệ gì? Hàn Đông sững sờ. Còn quan hệ gì nữa chứ? Trường Giang bảo, từ trung học tới đại học, tôi và cô ấy liên lạc gần như đều thông qua cậu. Cô ấy làm gì, thích gì đều là cậu nói cho tôi biết. Cậu vì sao lại biết, vì sao không cho tôi gặp cô ấy? Cô ấy là bạn gái cậu phải không? Thành âm của Trường Giang có chút run rẩy. Có phải cậu cũng thích cô ấy? Không phải. Hàn Đông mạnh mẽ ngắt lời, ý thở dốc lặp lại mấy lần. Không phải như cậu nghĩ đâu. Vậy rốt cuộc là sao? Trường Giang lớn tiếng hỏi. Trong tàu điện ngầm có không ít người nhìn gá, nhưng Trường Giang chẳng quan tâm. Nội tâm gá tưởng bị hắt một tầng nước sôi bỏng rát, đau đớn khó khăn nặn từng chữ. Nói cho tôi biết, các cậu rốt cuộc có quan hệ gì đi? Trên tàu điện ngầm phát ra thông báo chạm dừng. Trường Giang theo dòng người chậm rãi đi xuống, rồi người xung quanh ồn ào nhốn nháo. Trong điện thoại, thanh âm của Hàn Đông như truyền tới từ một nơi rất xa. Hàn Đông đáp, không có Nhu Nhu. Trường Giang bảo, vậy là ý gì? Không có Nhu Nhu nào hết. Hàn Đông thấp giọng nói, không hề có người này, cậu hiểu chưa? Phòng thu âm của Nhạc viện Trung ương, đêm đã khuya mà vẫn có người. Quý Khâm Dương cùng Văn Đào thảo luận tiết tấu phần điệp khúc, điện thoại để cảnh rung lên. Tiền Mạnh nhìn sang liền trông thấy người gọi hai chữ Tạ Mạnh, màn hình là ảnh chụp chung trong tuyết của hai thiếu niên. Ở Tô Châu, Tể Phi ôm Cố Mỹ Nghiên cùng đi dạo quanh Hồ Tư Môn. Trác Tiểu Viễn ngồi trong sân, xung quanh là tường rào chỉ đắp bằng bùn đất. Bà cụ nhà chủ cầm hai chiếc bánh ngô đi ra, Cố Kiết nhét vào tay gá. Trường Giang nghe thanh âm Hàn Đông quẩn bên tai mình. Trên thế giới này không hề có Nhu Nhu. Không có Nhu Nhu, chỉ có tôi mà thôi. Tôi chính là Nhu Nhu. Nửa tiếng sau, Quý Khâm Dương mới phát hiện Tà Mạnh gọi điện. Hắn gọi lại chưa đầy một hồi, chuông đối phương đã tiếp. Vừa nãy bận quá. Quý Khâm Dương thấp giọng cười nói, em về nhà chưa? Tạ Mạnh bảo, em cũng đoán là anh đang bận, chưa về nhà, mang đồ ăn khuya cho anh đó. Em đợi một lát. Quý Khâm Dương đi tới bên cửa sổ, quả nhiên thấy Tạ Mạnh đứng bên dưới. Đối phương ngẩng đầu trông thấy hắn thì nhấc túi đồ trong tay lên. Cả đám Văn Đào đúng lúc đói bụng, Tạ Mạnh vừa lên thì liền nhận được hoan nghênh nhiệt liệt. Chỉ có Tiền Mạnh ngồi cạnh là trưng ra vẻ mặt như cười như không. Anh mạnh mạnh giữ sáng, bánh quỳ cười lớn, buổi tối giảm béo, không có ăn cơm. Tiền Mạnh lích xác nhìn cậu một cái, Quý Khâm Dương thấy mọi người đều ăn thì cũng không định lán lại nữa. Tôi đi trước đây. Phần Đào vừa ăn vừa gật đầu, Tiền Mạnh gọi hắn lại. Điệp khúc đã chuẩn bị tốt chưa, không cần nghe tôi hát thử hả? Không cần. Quý Khâm Dương thoải mái nói, Văn Đào nghe cậu hát là được rồi. Văn Đào vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, cứ giao cho tôi đi. Lúc ra tới cổng trường, ống quần của Tạ Mạnh hơi lộn xộn, Quý Khâm Dương liền ngồi xổm xuống sửa lại cho cậu. Tạ Mạnh cúi đầu nhìn hắn đột nhiên hỏi,
Cậu bạn tiền mạch kia làm sao vậy? Quý Khâm Dương quay sang, hắn nhíu mày. Từ lâu rồi em mới phát hiện hả? Tạ Mạnh cua cua chân. Anh đang trách em phát hiện chậm sao? Quý Khâm Dương cũng bật cười, tâm tình hắn rõ ràng rất tốt, vừa ngâm nga hát vừa ôm Tạ Mạnh. Hiếm khi thấy được em ăn dấm, anh vui lắm đó. Cơ mà Tiền Mạnh là ai, anh không có quen. Tạ Mạnh nhìn hắn không nói gì, đột nhiên vung cánh tay về đối phương. Quý Khâm Dương tránh thoát chỗ hiểm định đánh trả, lại bị Tạ Mạnh tóm gọn cổ tay, khó khăn chống đỡ. Thần thủ giảm đi rồi đó. Tạ Mạnh vuốt mặt của Quý Khâm Dương. Dám lén phén xem, em cắt chim anh luôn. Quý Khâm Dương cười tới không khép miệng được, ôm Tạ Mạnh hôn vài cái. Sau cuộc gọi lần nọ, Hàn Đông liền hoàn toàn mất liên lạc với Trương Giang. Đối phương như thể cố tình tránh mặt đi, ngay cả nhóm WeChat thì cũng rút ra, điện thoại luôn tắt máy, tưởng đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Đi tới chỗ làm của đối phương chờ, tới trường học chờ, cuối cùng tất cả chẳng thu hoạch được gì. Tạ Mạnh trông thấy Hàn Đông vẻ mặt mệt mỏi tìm đến cửa, quả thật không thể nhẫn tâm cự tuyệt được. Cậu không kiểm tra hòm thư sao? Tạ Mạnh mở hòm thư mà mình thường hay dùng ra. Trương Giang một tuần trước vừa gửi email cho cậu, nội dung chỉ ngắn cụn vài dòng, dặn dò mấy chuyện trong nhà, cuối cùng còn kèm theo bức ảnh là hình chụp giấy thông hành nội bộ trong khu vực đóng quân. Hàn Đông đọc mấy lần, lúc đóng lại khóe mắt đã đỏ bừng. Tôi trở về xem. Y lau mặt cúi đầu không dám nhìn Tạ Mạnh. Cảm ơn. Tạ Mạnh cũng thở dài. Xem ở chỗ tôi luôn đi. Hàn Đông do dự nhưng lại không khống chế được, vào xem hòm thư của chính mình. Quả nhiên có một bức email chưa đọc của Trương Giang. Y hít thật sâu một hơi, run run mở ra. Trên cùng đều là ảnh của Trương Giang chụp. Gá lọc tất cả ảnh của Hàn Đông trong album tháng năm qua ra. Một tấm, 200 tấm, cũng chẳng biết đã upload mất bao lâu. Dưới những bức ảnh ấy, Trương Giang để lại một dòng chữ: thâm tình là một màn bi kịch, nhất định phải lấy cái chết mới có thể chấm hết. Một năm sau, Hùng Bảo Bảo rốt cuộc cũng trở thành phó đạo diễn của đoàn làm phim. Đạo diễn Trường đối với y có thể nói là dốc lòng bồi dưỡng, gần như đi đâu quay cũng đều đưa y đi theo. Để ăn mừng bản thân thăng chức, Hùng Bảo Bảo cố ý tìm thời gian mời Tạ Mạnh và Quý Khâm Dương bữa cơm. Thứ năm không được, bên phía nhà phát triển có tiệc xã giao rồi. Sau đợt thực tập thì Tạ Mạnh thuận lợi vào làm chính thức, vừa vặn thì đã ở bộ phận vàng bạc chừng một năm. Thứ sáu thì mình có thể. Hùng Bảo cũng đáp ứng ngay. Không thành vấn đề, Quý Khâm Dương thì sao? Tạ Mạnh cười, thứ bảy có buổi diễn, hôm nay chắc cậu ấy sẽ ra ngoài. Quý Khâm Dương mỗi khi xong việc, trong mấy ngày này đều như sẽ siêu thoát, không ngủ qua 3 ngày 2 đêm thì không sống nổi. Sau khi quy mô của ban nhạc lớn dần, hắn cũng ngày càng bận, tâm huyết đổ vào nhiều hơn, quyết định bất cứ chuyện gì đều không thể tùy tiện. Hùng Bảo trước tiên thảo luận với hắn về phát triển trong tương lai của ban nhạc. Theo ý của y thì trứng gà không thể đặt trong rổ, nếu muốn làm studio thì phải suy xét rất nhiều việc. Cậu nếu muốn trở thành một người có vây có cánh, Hùng Bảo châm cho mình điếu thuốc, thì không nên chỉ cố chấp với một ban nhạc. Y lấy ví dụ, nếu người ta hát chính trong nhóm chuyển ra solo, hoặc là có thành viên nào đó trong ban nhạc, đem cả ban đầu quân và công ty giải trí, rồi thì bọn họ chê cậu không có tên tuổi, không đi theo con đường cậu chọn, chẳng phải cậu sẽ xong đời sao? Quý Khâm Sương chén nước rồi đôi đũa cho Tạ Mạnh, bảo bà chủ lấy rượu ra. Tôi làm hậu trường, nếu như nổi quá thì còn gọi là hậu trường gì nữa? Hùng Bảo cũng chật một tiếng. Chuyện này không giống mà, tôi nói nổi là bảo thực lực kìa. Rượu thơm thì cũng sợ ngó sâu, cậu rõ ràng có thực lực, lại chỉ vì một ban nhạc mà không thể phát huy, như thế thực sự rất đáng tiếc. Quý Khâm Dương uống rượu không nói gì. Thật ra vị trí công việc của hắn và Hùng Bảo cũng tương đối giống nhau. Hai người đều làm trong hậu trường, đều thiên về sáng tác. Mục đích chính là có thể tạo lên những tác phẩm vĩnh hằng, bất hủ, cùng kinh điển. Thế nên lời nói với đối phương hoàn toàn có thể hiểu được. Tạ Mạnh nhúng xong rau nhìn Hùng Bảo hỏi,
Cậu thì sao? Khi nào thì tự quay bộ phim của chính mình? Tôi cũng muốn thử lắm chứ. Hùng bảo ngậm điếu thuốc thì cạo tóc. Kịch bản vừa ý thì không tìm được đầu tư. Có nhà đầu tư thì kịch bản nhìn kiểu gì cũng thấy rẻ rách. Diễn viên cũng là một vấn đề. Người tôi xem trọng quá nổi. Tà Mảnh biết đi đang ám chỉ Trịnh Minh. 19 tuổi trở thành ảnh đế trong nước, 22 tuổi tiến quân lên Hollywood. Hiện tại sắp 25, một năm nhiều nhất cũng chỉ diễn một bộ. Cho tới bây giờ đều chỉ có thể ảnh đế chỉnh tròn vai. Quay nhiều như vậy, giải thưởng trong nước, ngoài nước đã cầm tới mỏi tay rồi. Hùng Bảo Bảo thở dài. Cậu ta chạy quá nhanh, tôi đi chân đất điên cuồng đuổi theo y như là khoa phụ đuổi mặt trời ấy. Đau lòng quá đi. Thả Mảnh nghe tới đoạn khoa phụ đuổi mặt trời thì liền phun trong miệng ra. Vừa hò khủ khủ vừa nói, không phải hai người follow Weibo của nhau sao? Muốn quay phim thì cứ hỏi cậu ta xem có muốn diễn không. Hùng Bảo ai oán liếc xéo cậu. Nếu nam thần của cậu là một người rất ưu tú, trong khi cậu chỉ là số con rệp, cậu có dám dụ dỗ người ta không? Tả Mảnh ngẫm nghĩ chẳng ngờ hồi lâu vẫn không ra được đáp án. Quý Khâm Dương đột nhiên vươn tay nhéo cổ cậu. Đoán giả đón non làm gì, nam thần của em chẳng phải ngồi ngay đây sao? Tả Mảnh cũng cười thúc cho hắn một khuỷu tay. Ba người ăn tới hơn nửa đêm, điện thoại Quý Khâm Dương đột nhiên đổ chuông. Giọng Tề Phi lời tên nối không cần mở loa, người xung quanh cũng có thể nghe thấy. Đẹp trai hàng nhất, Tề Phi hét lên. Tô Châu bên này câu được mẻ cua, tôi gửi qua cho cậu với Tà Mảnh nhé. Không giống những tên chó độc thân khác, Tề Phi tốt nghiệp chẳng bao lâu thì liền cùng Cố Mỹ Nghiên đi đăng ký kết hôn. Cô nàng mới học năm 3 đại học, cả hai tiệc rượu cũng không tổ chức mà làm hẳn một chuyến kết hôn lữ hành, dốc lòng hưởng thụ thế giới của hai người. Quý Khâm Dương và Tà Mảnh cũng phải rất lâu sau mới biết được gia đình Cố Mỹ Nghiên đều là thuộc điều kiện vô cùng tốt. Tô Châu có mấy dây chuyền khách sạn nhà hàng đều do nhà cô mở. Tề Phi vui vẻ nói, một năm nữa là em nhà tôi tốt nghiệp rồi, lúc đó tới Bắc Kinh đi chơi với các cậu. Quý Khâm Dương bảo, đến đi, làm cho cậu hẳn buổi biểu diễn, chúc mừng đám cưới cậu luôn. Tề Phi phía đầu dây bên kia thì cười vang, bảo Quý Khâm Dương nói lời phải giữ lấy lời, gã nhớ kỹ rồi đó. Hùng Bảo chờ hắn cúp điện thoại mới hỏi, bạn trung học hả? Tà Mảnh cũng gật đầu. Anh em với nhau gần 10 năm rồi. Quả thật không dễ dàng. Hùng Bảo tán thành đột nhiên đổi đề tài. Nói vậy chúng ta cũng sắp 5 năm rồi. Quý Khâm Dương cảnh giác nhìn y. Cậu muốn làm gì? Hùng Bảo nói, khi nào cô tới thì cùng đi ăn. Qua đợt cuối thu, Bắc Kinh lại là trung tuần tháng 12 bắt đầu cấp khí ấm. Ngân hàng cuối năm quả thật bận tới lòng trời lở đất. Kết toán cuối năm, chuẩn bị năm mới tốt đẹp. Tà Mảnh chạy qua chạy lại hết nơi này tới nơi khác. Tối đến cùng nhà phát triển thảo luận tới 11-12 giờ đều là chuyện bình thường. Từ cao ốc ra tới bên ngoài, tuyết vừa vằn rơi. Tà Mảnh dựng thẳng cổ áo măng tô lên, mang theo Tập Công Văn cùng Sở Khang Lâm đi lấy xe. Sở Khang Lâm vào ngân hàng trước cầu 2 năm, hiện tại đã ngồi lên ghế quản lý chi nhánh. Hôm nay thảo luận không tồi. Sở Khang Lâm châm điếu thuốc, kéo cửa sổ xuống, Tả Mảnh ngồi ở ghế phó lái, đeo dây an toàn. Vụ này mà nhận được thưởng cuối năm của cậu không tệ đâu. Sở Khang Lâm đánh tay lái quay đầu xe, gã liếc nhìn Tả Mảnh nói đùa. Thế nào, sang năm có kế hoạch thăng tiến gì không? Tả Mảnh khiêm tốn nói, tôi còn phải học hỏi nhiều. Sở Khang Lâm cũng cười, tuổi trẻ tài cao còn chưa nói trước được. Gã hỏi Tà Mảnh địa chỉ có chút ngạc nhiên. Cậu vẫn ở gần trường hả? Tà Mảnh gật đầu. Vâng, thuê từ lâu rồi ạ. Sở Khang Lâm nhớn mày. Thuê cùng bạn gái hả? Không, Tà Mảnh cũng cười bổ sung. Thuê cùng bạn thôi. Sở Khang Lâm cũng ngả một tiếng, cũng không hỏi nữa. Chờ khi sắp tới cửa nhà Tà Mảnh, gã trông thấy một người đội trời tuyết đứng ở đầu ngõ. Ai thế nhỉ? Sở Khang Lâm nói thầm một câu. Tà Mảnh nheo mắt nhìn một lát, đột nhiên lên tiếng, Sở Tổng, anh cho tôi xuống đây đi. Sở Khang Lâm bảo, ở đây hả? Không cần đi vào sao? Không cần à?
Tà Mảnh tháo giày an toàn, cậu ngài ngôn bảo: "Cảm ơn Sở Tổng." "Đừng khách sáo." Sở Khang Lâm mở khóa xe ra: "Vất vả rồi, cố lên nhé." Tà Mảnh xuống xe, tuyết Bắc Kinh không giống phương Nam, nặng hạt tới chẳng bao lâu đã tích một tầng dày. Cậu bước nặng bước nhẹ bước về phía đầu ngõ. Sở Khang Lâm ngồi trên xe ở sau lưng, mở đèn xe chiếu sáng cho Tà Mảnh. Tà Mảnh đi được nửa đường thì giơ tay lên vẫy vẫy với người đang đứng nơi đầu ngõ. Sở Khang Lâm châm cho mình điếu thuốc, gã nhìn Tà Mảnh bước tới trước mặt người nọ. Đối phương tháo khăn quàng cổ xuống, lộ ra gương mặt đẹp vô cùng. Quý Khâm Dương vầy khăn quàng cổ quanh mặt của Tà Mảnh, hướng về phía chiếc xe, gật đầu nhẹ. Tới khi hai người đều đã ra khỏi tầm mắt, Sở Khang Lâm mới kịp phản ứng. Gã giật giật ngón tay rẹt một tiếng, mới phát hiện mẩu thuốc lá đã sắp cháy rụi. Trường Giang tới chiến địa đã hơn một năm, gần như tháng nào cũng gửi cho Tà Mảnh một bức email. Chứ không nhiều lắm, đa phần đều là ảnh chụp. Có những tấm Tà Mảnh lúc đọc báo hoặc tạp chí đã từng thấy qua, có những tấm thì chưa thấy bao giờ. Bên dưới ảnh chụp, Trường Giang thỉnh thoảng sẽ ghi chú một chút: "Nơi này trẻ con 7-8 tuổi đều mang theo súng, kỹ thuật bắn súng tốt hơn tớ nhiều." Trong ảnh là một cậu bé cầm khẩu súng so với bản thân có vẻ nặng hơn. Trường Giang đôi khi sẽ than ván: "Mạng lag quá, ngay cả Weibo thì cũng không lên được, viết email còn phải lên nóc nhà viết. Bây giờ mà có bom rồi xuống là tớ xong đời luôn rồi. Laptop tuần trước bị nổ hỏng rồi, mấy thứ trong ổ C cũng không còn nữa. Mà quên đi, cũng chẳng phải thứ gì quan trọng." Trường Giang trong bức email gần nhất rốt cuộc nhắc tới Hàn Đông: "Hàn đại gia khỏe không?" Tà Mảnh không biết nên trả lời gã thế nào. Trong hơn một năm này, ảnh Trường Giang gửi tới càng ngày càng nhiều, từ Ai Cập, Syria, đến Israel. Tới đây thì còn có mấy tấm chụp ở Iraq, ngay cả một người ngoài nghề như Tà Mảnh cũng có thể ra tâm tình Trường Giang như đá đổi khác. Từng giây tràn sức sống dần trở nên tàn khốc cùng tuyệt vọng. Trường Giang chụp phế tích thành phố, sau khi bị bom tập kích, những thi thể la liệt hai bên đường chỉ tùy tiện phủ tấm vải trắng lên. Israel là cảnh khói lửa, những giáo đường, cầu nguyện, an tĩnh mà thần thánh. Gã ngẫu nhiên sẽ chụp một đóa hoa hoặc một thân cây, sinh trưởng trong vồn cát hoặc hiên ngang giữa đồng không mông quạnh. Tà Mảnh sắp xếp những bức ảnh này đều gửi cho Hàn Đông xem. Cuối cùng cậu thuật lại lời Trương Giang nói, đối phương cũng không gửi email trả lời. Phải tới gần năm mới, Hàn Đông mới có tin tức. "Tôi chuyển sang công tác sang Huawei." Trưa Hàn Đông cùng Quý Khâm Dương gọi điện qua video, sau lưng có thể thấy được y đang chuẩn bị ở sân bay thủ đô. Sang chi nhánh nước ngoài kiểm tra thiết bị. Công ty Huawei là một công ty đa quốc gia về thiết bị và mạng viễn thông của Trung Quốc. Quý Khâm Dương cũng nhíu mày: "Đi Trung Đông hả?" Hàn Đông cũng cười không phủ nhận. Tà Mảnh vừa lúc gói xong rủi cào, cậu rửa sạch tay vào phòng. Quý Khâm Dương nhường chỗ cho cậu: "Nghĩ thông chưa?" Tà Mảnh hỏi Hàn Đông. Hàn Đông đáp: "Đã nghĩ thông từ lâu rồi." "Chú ý an toàn." Tà Mảnh không nói thêm nữa. "Giữ liên lạc, nhớ gửi email." "Biết rồi." Hàn Đông gật đầu, bên kia dường như sắp sửa check-in. Trước khi ngắt video, y nhìn Tà Mảnh thản nhiên nói: "Năm này ra ngoài đón năm mới, cho nên muốn nói trước mới sau một câu." Tà Mảnh cũng cười mỉm: "Năm mới vui vẻ." "Năm mới vui vẻ nha." Hàn Đông nhìn màn hình rồi phất tay. Đêm trước giao thừa, ban nhạc tổ chức đêm nhạc cuối cùng mừng năm mới tới. Mấy ngày này Quý Khâm Dương bận đến thời gian đi ngủ cũng không có. Số lượng fan tham gia hôm ấy đã vượt quá vạn người. Quảng trường ban nhạc Quý Khâm Dương thuê thì gần như nghẹt chỗ. Giữa trời lạnh buốt, tiền mạch chỉ mặc áo sơ mi, hát hò tới lui trên khán đài. Quý Khâm Dương dẫn Tà Mảnh lên mái một căn nhà bỏ hoang nằm đối diện sân khấu. "Ngồi đây xem là được rồi." Hắn cầm tấm chăn mỏng từ phía sau choàng lên vai của Tà Mảnh. "Lát còn bắn pháo hoa nữa." Tà Mảnh nghe một hồi: "Đều là anh viết hết hả?" "Đúng vậy." "Sẽ ra đĩa chứ?" Quý Khâm Dương bảo: "Năm sau ra, tới lúc đó anh sẽ mang về."
Hắn nói xong thì liền lấy điện thoại ra đăng nhập trên Weibo. Tả Mạnh thấy được Weibo của ban nhạc đã vượt quá 300 vạn fan. Bình thường đều là Văn Đào xử lý. Quý Khâm Dương giải thích phần trạng thái có bản nghe thử của ca khúc mới và ảnh chụp đêm nhạc. Mấy ca khúc lần lượt chia sẻ lên đều tới hơn 1 vạn. Tả Mạnh tự mình xem một lát đột nhiên nói: anh thực sự rất là giỏi đó. Quý Khâm Dương cũng ngẩn ra, mãi thì mới hiểu đối phương đang nói tới điều gì. Hắn hôn lên tóc gáy Tả Mạnh cười nói: mấy chuyện này có gì đâu, em cuối năm nay tiền thưởng so với anh cũng không ít hơn là bao đâu. Tả Mạnh không nói gì, cậu quay sang hôn trả Quý Khâm Dương một cái trên trán. Đúng rồi, Quý Khâm Dương chợt nhớ ra, hắn bảo Tả Mạnh ngồi yên, tự mình đi xuống cầm cây guitar lên, chỉnh âm thanh sau đó nhẹ nhàng gảy gảy. Tả Mạnh cuộn chăn ngồi sửa trên ghế, biểu tình nghi hoặc nhìn hắn. Quý Khâm Dương ôm đàn guitar, hắn xòng một cái từ tốn nói: bây giờ là đêm nhạc dành riêng cho Tả tiên sinh. Tả Mạnh không nhìn được bật cười, cậu giơ tay lên vỗ vỗ: năm mới vui vẻ. Quý Khâm Dương vừa đàn vừa thấp giọng hát: anh yêu em, Tả tiên sinh. Đêm hôm ấy trên mái nhà, Quý Khâm Dương vì Tả Mạnh mà hát riêng 10 khúc ca. Những bài hát đấy tới hiện tại ban nhạc đều chưa từng hát. Lúc hát tới ca khúc cuối cùng, dưới quảng trường bắt đầu bắn pháo hoa, chùm sáng rực rỡ giữa trời như thắp bừng đêm đông Bắc Kinh. Tả Mạnh cúi đầu, cậu nhìn đôi chân trước mắt mình, lặng yên nghe Quý Khâm Dương hát. Trong khoảnh khắc ấy, Tả Mạnh tưởng như toàn bộ thế giới của mình phảng phất đều là hòa theo tiếng đàn tạo nên từ nơi đầu ngón tay của đối phương.